mà mình làm món này thì phải nói là ngon hết sảy ông bà bảy luôn. Món này rất là dễ ăn, chúng ta có thể ăn kèm cơm hoặc là cuốn rau sống bánh tráng hoặc là chúng ta có thể lạp mồi để nhắm một vài chai bia cũng rất là ok. Bây giờ Nhí xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp để mình tham khảo cái cách làm. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện cái món thịt ba gọi ngâm với nước mắm xả. Thì món này thì chúng ta cần chuẩn bị thịt ba gọi, nhiều thịt một ít thịt nách. Thì à, các bạn chọn những cái loại thịt như thế này thì mình ngâm nó sẽ rất là ngon. Hạn chế cái những cái bà gọi mà mở nhiều nha. Thì mình có chuẩn bị là 700 kg Bên đây thì mình có bốn trái ớt, một củ hành tím và sáu tép sả. Đầu tiên cái phần sả khi các bạn mua về thì mình rửa sạch, sau đó mình à, lột cái phần lỗi già bên ngoài và mình sẽ đập dập để cho cái sả nó dậy cái mùi thơm, sau đó thì mình sẽ cắt à, lát mỏng mỏng như thế này về định lượng công thức chi tiết thì lúc nào nhí cũng có để ở trong phần thông tin các bạn có thể vào phần mô tả xem kỹ hơn ớt thì mình sẽ cắt khúc làm ba như thế này hành tím thì mình sẽ cắt muối cao thịt ba gọi mình mua về thì các bạn cũng rửa sơ qua nước muối sau đó mình rửa sạch lại và mình để gáo nước thì mình sẽ cắt thành từng khúc ngắn như thế này là vừa À, tùy vào cái hũ của mình để mình cắt cái cục thịt cho nó phù hợp. Sau đó thì mình sẽ đi à, luộc thịt. Mình cho vào đây một ít nước, một muỗng cà phê nhỏ muối, sau đó mình cho thịt vào và mình cho vào đây là một củ hành tím, với lại mình tận dụng một ít cái phần à, lá xả để mình luộc cho cái thịt được thơm. Và cái thời gian luộc thịt thì các bạn luộc cho mình đúng 15 phút tính từ thời điểm nước sôi là được nha. Đừng có luộc cho cái thịt nó mềm quá nha các bạn mềm quá mình ngâm lên thì cái thịt nó không còn cái độ giòn nữa nha thì sau khi luộc xong chín mình vớt ra các bạn ngâm trong thau nước để cho nó nguội lại trong lúc này thì mình sẽ đi nấu cái phần nước sốt thì mình chuẩn bị là 350 ml nước mắm có cái độ đạm là 20 độ đường cát thì mình sử dụng là 300 g đường thì uh, nhí sử dụng cái đường vàng thì các bạn cũng có thể sử dụng đường trắng hoặc là đường phèn hoặc là đường thuốc nốt cũng được nha một ngọt thì mình sẽ cho hai muỗng cà phê nhỏ khoảng 15 g và cuối cùng là một muỗng nhỏ cà phê cái màu nước kho đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp và mình nấu cái hỗn hợp gia vị này cho nó tan hoàn toàn. Khi nó sôi mạnh đều tay thì mình sẽ tắt lửa và chờ cái nước này nó nguội. khi cái phần thịt mình đã ngâm nó nguội rồi các bạn nhớ mình lấy ra để khoảng 15 20 phút cho cái thịt này nó thiệt là gáo nước. Nếu mà nó chưa có gáo nước thì các bạn có thể dùng khăn giấy mình thấm cho nó khô nha. Thì lúc này cái phần nước mắm nó đã nguội thì nhí sẽ cho xả vào trong một cái hũ nè. Sau đó mình sẽ ship thịt vào. Và mình sẽ cho hết cái phần xả còn lại vào luôn. Cái món này các bạn ngâm ăn nó cực kỳ ngon luôn các bạn. Nó rất là thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho cái nước xốt vào trong cái hũ nè. Và cái cách ngâm thịt như thế này, mình ngâm khoảng 2 ngày đến 3 ngày là mình sử dụng được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại và mình để 2 ngày sau. Sau đó thì nhí sẽ lấy ra và mời tất cả các bạn cùng thưởng thức. Sau được 2 ngày thì mình ngâm nè các bạn. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Bây giờ nhí sẽ lấy ra và mình sẽ cắt mình xếp ra dĩa và mời các bạn cùng ăn thử nha. Nhất là những chị em phụ nữ, Tết mình có cái món này, cái mình cắt lát mỏng mỏng ra, mình cuốn với rau sống nè, bánh tráng nè, mình có thể chấm mắm niêm hoặc là mình chấm nước mắm chua ngọt. Coi như mình ăn thay cơm, nó ngon hơn luôn. Nếu các bạn yêu thích cái video này thì nhớ nhấn like giúp nhí chia sẻ mạnh tay cái clip này để cho bạn bè người thân của mình có thể xem được clip này biết được cái cách làm để Tết hôm nay mình làm cho người thân gia đình mình ăn nha sau khi mình ship ra dĩa xong như thế này nè các bạn múc một ít xả lên nữa mình trang trí để ăn kèm luôn sau đó mình trang trí một ít ngò như vậy thì cái món thịt ngâm nước mắm xả xong rồi các bạn mời các bạn ăn thử nha quá trời hấp dẫn luôn khi mình ăn vào đó các bạn thì cái phần da nó rất là giòn thịt thì cái độ mặn độ ngọt rất là hài hòa luôn và mình ăn cái thịt đó nó rất là thơm với mùi xả nha đây là một món ăn mà nhí nghĩ tết hôm nay các bạn không thể bỏ qua nha nhí cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái món thịt ngâm nước mắm xả thật là ngon còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo bye bye các bạn